Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2022, một người làm nghề đánh bắt cá trên sông ở tỉnh Hà Giang vừa đánh bắt được một con cá chấm vàng óng có kích thước khá lớn, hiện giao bán với giá hàng chục triệu đồng. Theo chị Bùi Nhạn ngụ tại Hà Giang, anh trai của chị làm nghề đánh bắt cá trên sông, trong lúc đánh bắt cá đã bắt được một con cá chấm vàng khá lớn, toàn thân lấp lánh kim tuyến, dài 70cm, nặng 2,5 kg. Chủ nhân của nó khẳng định đây là cá chấm đột biến độc lạ chưa từng có ở Việt Nam. Một người chơi cá lâu năm nhận định đây đúng là con cá đặc biệt có giá trị cao. Cá chấm có xuất xứ từ Trung Quốc và tập trung nhiều ở vùng Hắc Long Giang, lâu nay vẫn là loài cá buôn bán thương phẩm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người ta vẫn tìm ra được những cá thể chấm có đột biến nổi trội. Nhưng việc săn cá chấm đột biến không hề đơn giản, việc này giống như mò kim đáy bể. Phải mất nhiều năm, người ta mới thấy có sự xuất hiện của một vài con cá chấm đột biến. Điều đó chứng tỏ chúng rất hiếm hoi, những ai thật sự may mắn mới có được. Hiện nay, anh em trong nhà chị Bùi Nhạn đang đấu giá con cá quý hiếm này với mức giá mong muốn là 45 triệu đồng. Chị Nhạn cho biết hiện đã có người trả 40 triệu đồng nhưng chị chưa bán.